Đây Phật bảo tiếp, này Đại Huệ, pháp y Phật nói tất cả pháp vào tự tướng tổng tướng là nhân tập khí tự tâm hiện, là nhân vọng tưởng tự tánh chấp trước tương tục, các thứ chẳng thật như quyển, các thứ chấp trước không thể được. Chỗ này gọi là pháp y Phật. Pháp y Phật thì theo theo cái chỗ giải thích kỹ thì cái này đọc luôn nguyên chứ không có phép. Pháp y Phật, pháp y Phật tức là sao? Tức là chỉ cho báo Phật y nơi pháp Phật mà được lưu xuất, tức là chỉ cho Phật báo thân. Thì vậy là báo Phật nói pháp là sao? Báo Phật nói pháp là tất cả pháp vào tự tướng cộng tướng đều do tập khí tự tâm hiện và tự tánh vọng tưởng tương tục chấp trước làm nhân. Nhưng mà dù mà cho chúng có hiện ra thì cũng đều là như huyễn chứ không có cái tánh thật. Rồi dù có chấp trước mà cũng không có cái tự tánh có thể được. Rồi nói là cái tập khí tự tâm hiện. Tập khí tự tâm hiện tức là nó không rời ngoài tự tâm mà riêng có. Những cái tập khí này là cũng là không có rời ngoài tự tâm mà riêng có cái gọi là có cái tự tánh riêng của nó. Rồi nói tự tánh vọng tưởng tương tục. Rồi nói gọi là tự tánh vọng tưởng tương tục tức là nó cũng những cái vọng tưởng tương tục này nó cũng không rời tự tánh mà riêng có luôn. Vậy là tức là chúng đều là không có tự tánh thật, nói rõ là đều là không có tự tánh thật. Rồi lại nữa, Đại Huệ, chấp trước duyên khởi tự tánh sanh tướng vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ, thí như các nhà huyễn thuật nương cỏ cây ngói gạch tạo ra các thứ huyễn hóa khởi tất cả chúng sanh bao nhiêu hình sắc, khởi các thứ vọng tưởng, các vọng tưởng kia cũng không chân thật. Tức là đây là nói thêm về cái thí dụ, cái gọi là chấp trước tự tánh duyên khởi rồi sanh cái tướng tự tánh vọng tưởng. Tức là sao? Chấp trước cái tự tánh duyên khởi rồi sanh cái tướng tự tánh vọng tưởng. Tức là duyên khởi nó vốn không có cái thật tánh mà gọi là so đo chấp trước cho là có thật tánh, từ đó mới sanh vọng tưởng rồi cũng cho là thật luôn, nhưng mà sự thật thì đều là không lìa tự tánh mà riêng có. Đó. Cho nên là tiếp đến với thí dụ để cho rõ thêm là cũng giống như cái nhà quyến thực mới tạo ra các thứ quyến quá, mà khởi ra rồi tất cả chúng sanh quyển, các thứ hình sắc quyển, rồi các thứ vọng tưởng quyển, thì những cái thứ vọng tưởng kia đó cũng đều không có cái tánh thật luôn. Nó pháp như duyên sanh mà thì nó không có tánh thật. Rồi như thế Đại Huệ, y duyên khởi tự tánh, khởi vọng tưởng tự tánh, các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự và tướng vọng tưởng, chấp trước tập khí vọng tưởng, ấy là tướng vọng tưởng tự tánh sanh. Đại Huệ, ấy gọi là y Phật thuyết pháp. Tức là báo Phật thuyết pháp là như thế đó. Cái đoạn này thì theo bản Suzuki là như thế này, là cũng thế, này Mahamati, dựa vào cái ý niệm tương đối, sự suy tưởng hư ngụy, nhận biết rất nhiều vẻ bên ngoài được phân biệt do một cái tâm phân biệt. Tâm phân biệt là vọng tưởng đó, vọng tưởng phân biệt đó. Và vì những vẻ bên ngoài đặc thù của các chúng sanh và hình sắc ấy được tưởng tượng ra, nhớ kỹ không, được tưởng tượng ra và được chấp chặt vào cho nên có tập khí.
nha, tập khí là vậy đó nha. À, và này Mahamati, chừng nào cái quyển tưởng còn tiếp tục thì chúng ta có đủ cái điều cần thiết để lập nên cái tự ngã của sự tưởng tượng hư giả. Cái ngã mà của sự tưởng tượng hư giả thôi, chứ không phải ngã thật. Này Mahamati, đấy là sự thuyết giảng của Đức Phật Sở Lưu. Là Đức Phật báo thân thuyết giảng là như thế đó. Tức là y nơi tự tánh duyên khởi mà khởi cái tự tánh vọng tưởng, rồi có các thứ tướng hiện, thì rồi sao nữa, rồi chấp trước vào đó mà thành cái tập khí vọng tưởng, thì đó là cái tướng gọi là tướng tự tánh vọng tưởng sanh. Thì như vậy tức là rốt lại thì đều không có thật tánh. Cho nên ngài Hàm Thị ngài giải thích là y nơi duyên khởi này mà tánh vọng chấp hiện, y nơi cái duyên khởi và cái tánh vọng chấp này hiện, thì đây là lý do sanh vọng tưởng ở trước mắt. Cái lý do sanh vọng tưởng trước mắt là vậy. Rồi xong xét về ban đầu là trước y nơi cái tập khí từ vô thủy mà duyên khởi nó hiện ra, nhớ không, y nơi cái tập khí từ vô thủy mà duyên khởi nó hiện ra, cho nên nói là các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự, tướng vọng tưởng, không? Mà duyên khởi đã hiện thì lại nó hay dẫn phát tập khí vọng tưởng tiếp nối gọi là tương tục, không? Duyên khởi nó hiện rồi thì nó lại dẫn phát cái tập khí rồi vọng tưởng nó theo đó tiếp nối. Cho nên nói là chấp trước tập khí vọng tưởng. Thì đâu biết rằng tập khí thải do nơi bất giác, còn duyên khởi này ngay đó là vô sanh. Tập khí thì nó do bất giác. Bất giác tức là sao? Tức là không có thật. Giống như mình gọi là nằm mộng thấy vậy thôi. Bất giác thì khởi tập khí, giống như mình mệt cái nhắm mắt ngủ thành mộng. Thì mộng nó đâu có thật, thì tập khí nó cũng vậy đó. Cho nên gọi là duyên khởi này ngay đó là vô sanh. Ngay sanh tức là vô sanh. Đã rõ duy tâm vọng tưởng không có chỗ gá thì là từ báo thân Phật nói, tức là báo thân Phật nói là như thế đó, rõ cảnh vốn là duy tâm, cho nên vọng tưởng đó không có chỗ đi gác, thì đó là báo thân Phật nói. Thì như vậy gọi là chung lại ba cái đoạn này đó là thuộc về báo thân Phật nói pháp. Rồi đại huệ, pháp Phật lìa tướng tâm tự tánh, tự giác cảnh giới sở duyên của thánh, dựng lập tạo tác. Đây là pháp thân Phật nói pháp. Ở trên là báo thân Phật nói, còn pháp thân Phật nói là nói kiểu này nè. Tức là sao? Pháp Phật là lìa tướng tâm tự tánh, rồi tự giác cảnh giới sở duyên của thánh, dựng lập tạo tác. Tức là đây thuộc về cảnh giới mà gọi là cái giới tự giác, đó là chỗ gọi là chỗ sở duyên của bậc thánh hay là của thánh trí. Lìa tướng tâm tự tánh tức là nó vượt ngoài cái đối tượng của tâm hiểu biết. Lìa tướng tâm tự tánh tức là nó vượt ngoài cái đối tượng của tâm hiểu biết đi, nó không phải thuộc về cái đối tượng của cái tâm hiểu biết, tức là không phải là cái đối tượng để mình biết. Nói vậy đó, pháp thân Phật nói là nói thẳng vào cái lẽ thật mà, đúng không? Rồi tự giác cảnh giới sở duyên của thánh đó, tức là cảnh giới tự giác tự chứng, nó vượt ngoài ngôn ngữ suy nghĩ phân biệt. Đó là Phật pháp thân là nói kiểu đó đó. Nghĩa là pháp thân Phật nói pháp đó, là cái tướng năng sở đối đãi
liệt tướng năng sở đó đã, nào nên vượt ngoài cái ngôn ngữ suy nghĩ phân biệt, nó thuộc về gọi là cái tự chứng tự giác, nào pháp thân Phật nói là điều đó, đó. Tức là nói là không nói, phải không? À. Thì ngài Hàm Thị ngài giải thích là lìa tướng tâm tự tánh, là lìa cái tự tâm tương ưng với pháp tướng, lìa cái tự tâm mà tương ưng với pháp tướng, à, tức là có tướng đối đãi, tướng đối tượng, à. Rồi tướng tâm đã lìa thì giác thể liền hiện, à, không chủ không y, chẳng phải tâm chẳng phải cảnh, chỗ ngôn ngữ suy nghĩ viết vặt chỉ người chứng mới biết đây là pháp Phật nói đó, à. Cho nên pháp thân Phật nói là lìa ngôn ngữ, nói là không nói, à, cho nên là không có bám vào lời nói để mà hiểu, hay gọi là phải đặt ý quên lời, nhá, à. Rồi đại huệ quá Phật nói là thí giới nhẫn tinh tấn thiền định và tâm trí tuệ, lìa ấm giới nhập giải thoát thức tướng, à, phân biệt quán sát diện lập vượt hẳn kiến chấp ngoại đạo và kiến chấp vô sắc. Cái chỗ này thì có chỗ thì ngắt câu nó khác chút, ở đây gọi là lìa ấm giới nhập giải thoát thức tướng, có chỗ thì mình ngắt câu là giải thoát thức tướng phân biệt rồi mới quán sát diệt lập, còn có chỗ lại các câu gọi là giải thoát rồi thức tướng phân biệt thì mỗi cái lại cắt ra đi. nhiều cái cách gọi là giải thích, thì ở đây gọi là sao, đây gọi là quá thân Phật nói pháp. Quá thân Phật nói pháp là sao, nói là thí là giới nhẫn tinh tấn thiền định trí tuệ, tức là sáu ba la mật, rồi lìa ấm giới nhập, rồi giải thoát, à, thức tướng phân biệt, rồi quán sát diệt lập, vượt ra ngoài những cái kiến chấp ngoại đạo và kiến chấp vô sắc, tức là nói cho rõ hơn á, là quá Phật tức là chỉ cho là ứng thành Phật á, ứng quá, ứng thành Phật, thì nói rộng về lục độ sáu ba la mật, mà lục độ tức là pháp của Bồ Tát, rồi lìa ấm giới nhập là pháp của nhị thừa, giải thoát thức tướng phân biệt là vượt qua các cái thức phân biệt vọng tưởng, còn có chỗ chia ra là giải thoát và phân biệt các thức, rồi quán sát dựng lập, quán sát dựng lập tức là tùy theo căn cơ chúng sanh mà lập bài, bởi vì đây là ứng Phật mà, rồi vượt hẳn các kiến chấp đoạn thường hay là có không của ngoài đạo và cái gọi là cái thức tưởng của cõi trời vô sắc, thì đó gọi là ứng Phật nói pháp. Thì theo bản của Suzuki á, thì là như thế này. Lại nữa, này Mahamati, điều mà Đức Phật ứng quá kiến lập á, là gồm các vấn đề như sự bố thí, giới hạnh, thiền quán, thiền định, những hình tướng khác nhau của trí siêu việt và của sự lĩnh hội, các quẩn, các giới, lục xứ, rồi giải thoát, các thức, đây là cắt đoạn ra giải thoát riêng được các thức, rồi và các thức mà chúng vận hành, các hình thức mà chúng mang lấy, những phân biệt và những thực hiện của chúng, điều Đức Phật khai thị vượt ra khỏi mọi hình tướng, ngược với các kiến giải triết học. Cái giải triết học tức là của ngoại đạo đó, đó. Thì đó gọi là thuộc về gọi là quá Phật thuyết pháp hay là ứng thân Phật nói pháp. Rồi đại huệ
lại pháp thân Phật, lìa phan duyên, phan duyên lìa tất cả tướng căn lượng sở tác diệt, chẳng phải cảnh giới chấp trước ngã tướng của phàm phu, thanh văn duyên giác và ngoài đạo, tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng diệt lập. Thế nên đại huệ, tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng phải siêng tu học, tự tâm hiện kiến chấp nên phải trừ diệt. Tự tâm hiện kiến chấp đó, đây là dịch nó trọng ra thêm, nguyên văn là tự tâm hiện kiến, nguyên văn kia hát là tự tâm hiện kiến. Thì ở đây là nhấn mạnh về pháp tâm Phật, lìa phan duyên đến chỗ tự giác tự chứng. Pháp tâm Phật thì nó lìa phan duyên, tức là lìa cái tâm hành sanh diệt. Phan duyên đó, cho nên là pháp tâm Phật thì gọi là lìa cái chỗ gọi là tâm hành sanh diệt. Rồi tất cả tướng căn lượng sở hành diệt là sao? Tức là cái tâm phan duyên nó đã lìa thì cái chỗ vận hành của tâm nó cũng dứt. Dứt thì tức là vượt ngoài cái chỗ tâm hành sanh diệt. Thì đây không phải là cảnh giới mà gọi là cảnh giới chấp trước ngã, gọi là ngã pháp của vị thừa và ngoại đạo biết được. Cái chỗ này thì nó vượt ngoài cái cảnh giới chấp trước ngã pháp của hàng vị thừa và ngoại đạo biết. Thì đây gọi là cái chỗ gọi là tự giác tự chứng của bậc thánh. Cho nên đây gọi là tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng. Là cái chỗ tự giác tự chứng của bậc thánh, nó vượt ngoài ngôn ngữ suy nghĩ phân biệt. Là cái chỗ mà gọi là chỗ cần phải học, tức là cần tiến đến đó, mà trừ những cái kiến chấp ở trên cái tướng hư vọng tự tâm hiện. Cho nên đây Phật dạy là phải siêng tu học, tự tâm hiện kiến nên phải trừ diệt. Thì cái đoạn này theo cái bản của Sư Kỳ là như thế này. Lại nữa, này Mahamati, Đức Phật pháp tính là vô vi tự tại với các duyên, tức là đây gọi là lìa phan duyên đó, nó vô vi tự tại với các duyên, không dính dáng gì đến tự tác, ý nghĩa đo đếm và không thuộc vào cái thế giới của kẻ ngu. Kẻ ngu tức là phàm phu đó, không thuộc vào cái thế giới của kẻ ngu, của hàng thanh văn duyên giác và của các triết gia, là những kẻ mà luôn luôn bám chặt vào cái ý niệm về một cái ngã, luôn luôn là còn mắc kẹt với cái ngã. Vì thế này Mahamati, ông nên tu tập theo con đường tuyệt vời cao cả dẫn đến sự tự chứng. Ông nên tránh xa những kiến giải nhận rằng một thế giới bên ngoài cách biệt với chính cái tâm là không? Tức là nói cho rõ hơn là phải nhấn mạnh đến nghĩa là phải tu tập con đường gọi là dẫn đến tự giác tự chứng, chứ không mắc kẹt ở trên gọi là ngôn ngữ suy nghĩ công việc. Thì mình thấy cho nên đây là hợp với thiền tông, cho nên tổ đại ma là đem cái kinh này mà truyền cho ngày Bồ Tát, hợp với ý nghĩa của thiền tông. Rồi phải nhớ là tránh xa những cái kiến giải mà gọi là nhận cho rằng một cái thế giới bên ngoài nó cách biệt với chính cái tâm là thật. Tức là sao? Tức là thấy, nói cho rõ là thấy có pháp thật ở ngoài tâm, phải tránh xa cái thấy đó. Còn thấy có cái pháp thật ở ngoài tâm đó, là còn mê nhớ kỹ. Thì đó là nói về gọi là ba Phật thuyết pháp, nhưng mà nhấn mạnh ở chỗ pháp tâm Phật đó, rốt lại báo thân quá thân thì cũng là cái phương tiện để dẫn về pháp thân. Cho nên rốt lại là phải vượt ngoài những cái phương tiện ngôn ngữ phân biệt để đến cái chỗ về tự chứng tự giác, rốt lại phải đến chỗ tự chứng tự giác.
chứ không nên mắc kẹt ở trên những cái gọi là ngôn ngữ phân biệt đó. Thôi rồi bữa nay tới đây học tiếp tới trang 62. Đây Phật bảo lại nữa đại huệ, có hai hạng thanh văn thừa chung phân biệt tướng, nghĩa là được tướng tự giác thánh sai biệt và tướng tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước. Tức là đây là nêu rõ ra hai cái tướng phân biệt mà cùng thông với thanh văn thừa. Một là chứng được cái tướng sai biệt của tự giác thánh. Thứ hai là chấp chặt vào cái tướng của tự tánh vọng tưởng. Thì cái chỗ này ngài Hàm Thị ngài gọi là hai hạng thanh văn. Một là nhân cái chỗ sở đắc mà tiến lên, không? Còn hai là chỉ cho cái pháp chấp kia mà chuyển, không? Thì ở đây là Đức Phật cũng là vì hàng Bồ Tát để mà răn dạy đó, không? Theo bản của Sư Kỳ thì gọi là có hai khía cạnh của thanh văn thừa cần phải phân định, đó là cái trạng thái tuyệt diệu và cao vời của sự tự chứng, không? Và cái sự chấp chặt vào cái ý niệm về tự tánh sanh khởi do phân biệt, không? Sanh khởi do phân biệt tức đây gọi là vọng tưởng đó, không? Đó thì đó gọi là hai hạng thanh văn. Và kế dưới này mới giải thích rộng thêm thế nào là thanh văn được tướng tự giác thánh sai biệt, nghĩa là đối với cảnh giới vô thường khổ không vô ngã được chân đế lìa dục tịch diệt dứt ấm giới nhập tự tướng cộng tướng, không hoại tướng bên ngoài mà biết như thật, tâm được dừng lặng, tâm dừng lặng rồi được thiền định giải thoát tam muội, đạo quả chánh thọ giải thoát, chẳng lìa tập khí bất tư nghị biến dịch tử, được tự giác thánh lạc trụ thanh văn, ấy gọi là được tướng tự giác thánh sai biệt thanh văn. Thì đây là nói rõ về cái hạng thanh văn được cái tướng sai biệt của tự giác thánh. Tức là sao? Là do quán về vô thường khổ không vô ngã mà chứng được chân đế, không? Là rồi lìa được cái lìa được dục mà được tịch diệt niết bàn, tức là lìa dục mà được tịch diệt niết bàn, tức là chấm dứt phiền não, tức là nhân quán vô thường khổ không vô ngã đó mà chứng được đạo, không? Rồi từ đó là dứt ấm giới nhập tự tướng cộng tướng, không? Tức là dứt cái tự tướng cộng tướng ấm giới nhập đó, nghĩa là cái pháp tướng mà của ấm giới nhập mỗi mỗi thứ nó có sai biệt thì đó gọi là tự tướng, không? Tự tướng của ấm giới nhập tức là mỗi cái nó có tướng sai biệt của nó, không? Nhưng mà trong đó thì cũng đồng là gì, sai biệt tức là sao, tức là ấm thì có năm ấm, không? Đó là sai biệt, nhưng mà chung lại trong đó thì sao, đồng là cái tướng vô thường khổ không vô ngã, thì đó gọi là cộng tướng. Cộng tướng là tướng chung, không? Dù là năm ấm sai biệt hoặc là 18 giới sai biệt nhưng mà cũng đều chung là vô thường khổ không vô ngã, cho nên đó là cộng tướng. Còn cái kia là tự tướng, là tướng riêng, không? À, như vậy thì hạng thanh văn giải thoát khỏi các cái tướng này, không? À, rồi lại không hoại tướng bên ngoài mà biết như thật, không? Không hoại tướng bên ngoài biết như thật là biết sao? Tức là biết rằng cái trí tuệ đúng như thật
tánh của nó, chứ không có phá hoại tướng. Biết mà biết bằng trí tuệ, bằng trí tuệ biết đúng như thật cái gọi là cái tánh của nó, mà không phải phá hoại được tướng. Rồi tâm dừng lặng mà chứng được các thiền định giải thoát tam muội và đạo quả giải thoát của chánh thọ. Thì tuy là sao, khi mà tâm nó dừng lặng, tâm dừng lặng thì chứng được các thiền định giải thoát tam muội, rồi cũng chứng được đạo quả giải thoát của chánh thọ, nhưng mà chưa qua được cái tập khí biến dịch sanh tử, vẫn còn trong cái biến dịch sanh tử, thì đó là thành văn. Thì có chỗ giải thích là tu vô lậu thiện nghiệp thì y nơi cái sở tri chướng nó làm trợ duyên, thì từ đó mà cảm được cái quả báo tịnh độ ở ngoài cõi, rồi cải biến cái phần đoạn sanh tử của ba cõi, cho nên gọi là biến dịch tử. Được qua được cái phần đoạn sanh tử nhưng mà còn cái biến dịch sanh tử. Rồi được tự giác thánh lạc trụ thanh văn, tức là sao? Chữ lạc trụ tức là vui thích mà trụ đó đó, vui trụ hay là gọi là đắm say đó, nghĩa là đây là thủ chứng niết bàn, nói cho rõ, tức là hàng này gọi là thủ chứng niết bàn, thì đó gọi là cái chỗ sai biệt. Thì ngài Hàm Thị ngài giải thích là do tâm này được dừng lặng nên trụ nơi cái vui thiền định giải thoát, do trụ cái vui thiền định giải thoát cho nên bèn thành sai biệt. Còn cái tập khí á, là tập khí từ vô thủy, cái tập khí này mà chưa lìa đó thì không thể liền đó mà đảm đang được tám thức, mà vẫn còn nhờ cái khác, không đảm đang được tám thức mà vẫn nhờ cái khác. Cho nên lý ưng là thấy rõ ràng thì đây là cái chỗ sai biệt vi tế, phải nên xác kỹ. Cho nên là Phật dạy Bồ Tát nó phải xét kỹ để không có gọi là đồng với cái chỗ của hàng thanh văn, mà Bồ Tát phải vượt lên. Đây tức là thủ chứng niết bàn. Rồi đây Phật dạy thêm, đại huệ đại Bồ Tát được tự giác thánh sai biệt lạc trụ, chẳng phải diệt môn lạc chính khi thọ lạc. Chỗ này thì nó nguyên văn đấy, đúng nguyên văn là gọi là chính thọ lạc, gọi là chánh thọ lạc. Chánh thọ lạc tức là cái vui trụ trong cái chánh thọ đó. Chánh thọ tức là chỗ của dịch là chánh định đó. Chánh thọ lạc tức là cái vui của chánh thọ, tức là chẳng phải là diệt môn lạc rồi chánh thọ lạc mà vẫn đối hoài thương xót chúng sanh và nhớ bản nguyện không khởi chứng. Đại huệ ấy gọi là thanh văn được tự giác thánh sai biệt tướng lạc. Đại Bồ Tát đối với kia được tự giác thánh sai biệt tướng lạc chẳng nên tu học. Tức là đại Bồ Tát thì cũng được cái chỗ tự giác thánh sai biệt lạc trụ đó của hàng thanh văn, nhưng mà các ngài không dừng ở trong đó, cho nên ở đây Phật dạy hàng Bồ Tát là không nên tu học đó, dừng trong đó thì thành ra thanh văn. Cho nên là Bồ Tát thì cũng được ở đó nhưng mà không dừng đó, bây giờ vượt qua hay là tiến lên, tức là không có sai đắm ở trong đó, không có trụ ở trong cái vui tích diệt, và cái vui mà của chánh thọ, mà sao mà Bồ Tát thì nhớ đến
cái bi nguyện độ chúng sanh, thấy không? Cho nên không có thủ chứng ở trong đó. Bởi vậy mà Phật răn Bồ Tát chẳng nên tu học. Tu học tức là ngăn ngừa không có để bị chìm liệm ở trong đó, thấy không? Thì theo bản của Suzuki là sau khi đạt được cái điều kiện hạnh phúc và cao vời của tự chứng như hàng thanh văn chứng nghiệm, thấy không? Tức là hàng Bồ Tát cũng được cái đó. Nhưng mà này Mahamati, vị Bồ Tát Mahatát không nên an hưởng hạnh phúc của sự tịch diệt, thấy không? Và hạnh phúc của Tam Ma Bạc Đề, mà nên tự bi suy nghĩ đến các chúng sanh khác và mãi mãi cho tinh tấn các bổ nguyện của mình, cho nên không có trụ trong đó, thấy không? Này Mahamati, vị Bồ Tát có thể tự tìm thấy mình ở trong bất cứ một trạng thái cao vời và an lạc nào của sự tự chứng ấy, của sự tự chứng, thấy không? Thì vị ấy đừng bao giờ đặt mình vào trạng thái cao vời và an lạc của sự tự chứng như hàng thanh văn đã đạt được. Như vậy tức là Phật răn hàng Bồ Tát đó không nên là trụ trong đó. Trụ trong đó thì thành hàng thanh văn. Thì tóm lại là cái đoạn này có thể hiểu rộng ra như sau, là Đại Bồ Tát thì cũng chứng được cái vui của tự giác thánh sai biệt như hàng thanh văn, nhưng mà chẳng phải thuộc cái vui tịch diệt hay là cái vui chánh thọ, mà các ngài gọi là vẫn nhớ đến bản nguyện độ sanh, cho nên không có thủ chứng niết bàn. Bởi vậy mà Phật phiên hàng Đại Bồ Tát đối với cái vui của tướng tự giác thánh sai biệt thuộc thanh văn đó thì chẳng nên tu học, mà tức là không có nên mắc kẹt ở trong đó. Đó là phân biệt rõ ràng. Rồi đây Phật giải tiếp. Đại Huệ, thế nào là thanh văn chấp trước tướng tánh vọng tưởng tự tánh? Nghĩa là đại chủng xanh vàng đỏ trắng cứng ướt ấm động, chẳng phải tạo tác mà sanh, tự tướng cộng tướng. Tiên thánh khéo nói, thấy rồi nơi kia khởi tự tánh vọng tưởng. Đại Bồ Tát đối với kia nên biết, nên xả, tùy nhập pháp vô ngã tướng, diệt nhân vô ngã tướng và kiến, thứ lớp các địa tiếp nối diệt lập, ấy gọi là các thanh văn tướng tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước. Đây là thanh văn mà gọi là chấp trước tánh vọng tưởng tự tánh, tức là chấp thật có pháp, nói cho rõ là chấp thật có pháp, tức là thanh văn mà gọi là còn chấp thật có pháp, tức là được nhân vô ngã, còn pháp chưa được pháp vô ngã, nó còn gọi là chấp pháp đó, nha. Thì theo bản Suzuki thì gọi là sự chấp trước vào ý niệm tự tánh sanh khởi từ sự phân biệt, nha. Nghĩa là hàng thanh văn á, thì đối với bốn đại chủng, bốn đại chủng tức là đất nước do lửa đó, nha, thì chẳng có chấp tự tác giả sanh ở như ngoài đạo. Ngoài đạo thì chấp là bốn đại chủng đó là tự tác giả sanh, hàng thanh văn thì hiểu được Phật pháp cho nên không có chấp như vậy. Nhưng mà sao? Nhưng mà còn cái chấp khác, tức là không có chấp từ cái gọi là cái tác giả sanh, tức là gọi là còn có cái nhân khác đó, không? Nhưng mà hàng thanh văn nghe Phật trước kia là cũng có phân biệt, nói là bốn đại, rồi nói là cũng có tự tướng cộng tướng, cho nên lại chấp là thật có pháp. Bây giờ Phật có phân biệt nói vậy, cho nên vậy thì nó là thật có pháp. Và Bồ Tát á, thì xả đó để mà tiến lên, là chỗ sai biệt của Bồ Tát là chỗ đó đó. Thì có chỗ giải thích là bởi vì Đức Phật
ở trong giáo lý A Hàm vì phá cái ngã chấp của ngoại đạo và cái vọng chấp bốn đại chủng, lấy thức vi minh đế làm sanh nhân, do đó mà Phật mới quyền nói gọi là bốn đại chủng ở trong năm quẩn ấy, như là lấy xanh vàng đỏ trắng thì gọi là làm sắc, rồi lấy cứng ướt nóng động ấy, thì làm tánh. Tánh của nó là cứng ướt nóng động đó, nóng động đó. Thì pháp gọi là pháp nhĩ như thế, thì pháp của nó là như vậy, không phải là do từ tạo tác mà sanh, không phải có tác giả khác, thì vậy là để phá cái chấp của ngoại đạo có tác giả khác. Rồi lại nói sắc thọ tưởng hành thức là tự tướng, rồi năm uẩn giả hợp là cộng tướng, tức là năm cái mà chung lại thì nó là cộng tướng, còn mỗi cái đó là tự tướng. Thì hàng thanh văn á, nghe như vậy thì gọi là mê ở nơi pháp. Thì tuy hay hiểu rõ bốn đại chẳng phải tạo tác, năm uẩn nó vốn là không ngã, nhưng mà lại theo cái lời đó mà thành trệ, rồi khởi ra cái vọng tưởng tự tánh, cho là thật có cái pháp bốn đại năm uẩn. Vì nghe Phật cũng có phân tích nói đó, cho nên cho là cũng thật có pháp bốn đại năm uẩn, nhưng mà nó là không có ngã thôi, không có ngã nhưng mà có pháp, cho nên còn chấp pháp ở chỗ đó đó. Nhưng bây giờ cho nên gọi là cái mê của chúng sanh rất là vi tế, họ chẳng biết ngoài tâm không có pháp thật thì đâu có cái tự tánh, ngoài tâm không có pháp thật thì pháp cũng đâu có thật. Đại Bồ Tát thì biết rõ cho nên xả cái chấp đó. Các ngài chẳng những quán nhân vô ngã mà cũng quán pháp vô ngã luôn, vượt qua cái chấp của hàng thanh văn đó, nên nói tùy nhập pháp vô ngã tướng và diệt cái thấy nhân vô ngã tướng, tức là trừ cả gọi là ngã chấp và pháp chấp. Như vậy tức là sao? Tức là vượt qua cái thấy của hàng thanh văn là chỉ thấy cái tướng nhân vô ngã thì thuộc về gọi là niết bàn, mà niết bàn gọi là gì? Niết bàn thiên không, niết bàn nghiêm nghị không, mà chẳng đạt được cái lý pháp vô ngã. Do đó mà gọi là hàng đại Bồ Tát á, thì gọi là từ một địa tiến lên một địa mà đến diệu quả Phật rốt ráo, chứ không có dừng, không có dừng ở trong đó. Thì đây gọi là đại Bồ Tát hiểu sâu tất cả pháp duy tâm hiện, cho nên không lầm ở trong đó. Còn cái kia thì thấy giống như là cũng như là ngoài tâm mà còn có pháp. Như vậy thì kết lại là cái tướng chấp trước về tánh vọng tưởng tự tánh của hàng thanh văn là như thế đó, cho nên hàng Bồ Tát cần phải xả chứ đừng có mắc kẹt đó. Đó là chỉ ra hai cái hạng thanh văn đó, không? Giờ khi ấy đại Bồ Tát Đại Huệ mới bạch Phật: Thế Tôn nói cảnh giới thường bất tư nghị tự giác thánh thú và cảnh giới đệ nhất nghĩa. Thế Tôn, chẳng phải các ngoại đạo nói nhân duyên thường bất tư nghị ư? Đây là Bồ Tát Đại Huệ ngài thỉnh Phật để phân biệt chỉ rõ cái nghĩa thường bất tư nghị của Phật nói, nó khác với cái nghĩa thường bất tư nghị của ngoại đạo chấp, để cho người học không có lầm lẫn. Tức là ngoại đạo họ cũng có nói về thần ngã, về đấng sáng tạo là thường hằng, rồi Phật cũng nói là thường nữa, thì như vậy thì có giống nhau không? Cho nên đây ngài nói nè: Thế Tôn nói cảnh giới thường bất tư nghị tự giác thánh thú và cảnh giới đệ nhất nghĩa. Thế Tôn, chẳng phải là ngoại đạo họ cũng nói nhân duyên thường bất tư nghị ư? Thì có giống không? Đó là Bồ Tát Đại Huệ ngài thỉnh Phật để phân biệt nó cho rõ.
Thì đây Phật bảo đại huệ, chẳng phải ngoại đạo có nhân duyên mà được thường bất tư nghì. Vì cớ sao? Vì ngoại đạo thường bất tư nghì, không nhân tự tướng thành. Quý vị nhớ không? Ngoại đạo thì không nhân tự tướng thành. Nếu thường bất tư nghì, không nhân tự tướng thành, thì nhân đâu hiển bài thường bất tư nghì. Lại nữa, đại huệ, bất tư nghì nếu nhân tự tướng thành thì tất phải thường. Bởi vì tác giả làm nhân tướng nên thường bất tư nghì chẳng thành. Tức là ngoài đạo chắc là có tác giả làm nhân tướng. Thì đây là Phật chỉ rõ, Phật nói là cái thường mà bất tư nghì của ngoài đạo nói đó, đó là nó không thật có được. Bởi vì cái thường bất tư nghì của họ nói như là nói về thần ngã, về minh đế, về đấng sáng tạo, thấy không? Thì không phải là nhân nơi tự tướng thành, mà sao? Mà nó có cái nhân khác xa hơn, không phải nhân tự tướng thành mà có nhân khác. Nhân khác tức là cái nhân của tác giả, thấy không? Tức là họ cho rằng tác giả làm nhân, thấy không? Mà đã tác giả làm nhân á thì nó thuộc về tạo tác sinh diệt rồi. Phải không? Đã có tác giả làm nhân thì thuộc về tạo tác sinh diệt rồi, mà nói là thường thì làm sao có được. Cho nên đó chỉ là vọng tưởng. Nó rõ ràng vậy đó. Bởi vậy mà họ tin, họ nói thường nhưng mà không ai chứng được. Cho nên ngàn thị ngày giải thích Như Lai bất tư nghì nhân tướng thành, cho nên thường tự tướng là tự tâm hiện lượng. Tự tướng là tự tâm hiện lượng. Tự tâm hiện lượng này tuy ở bị mê mà vẫn chẳng đoạn, ở trong mê đó mà cũng không mất, không? Chỉ vì khách trần che lấp, tạm thời bất giác. Nếu giác đó, thì tức là thường trụ, chẳng đồng với tác giả do vọng chấp mà có. Đó cái thường của Phật nói vậy đó. Tức là nó tự tướng là sẵn vậy rồi, nhưng mà do mê á, bị khách trần che lấp thì quên vậy thôi, không? Gọi là tạm thời bất giác. Nhưng mà nếu giác rồi thì nó vẫn là thường, chứ không phải là mới được, không phải là do tác giả làm ra. Còn ngoại đạo thì chắc là có tác giả. Là thành ra nó khác ở chỗ đó, không? Thì theo bản của Suzuki là Đức Thế Tôn trả lời: không, này Mahamati, sự thường hằng bất tư nghì mà các triết gia quan niệm, các triết gia tức là chỉ ngoại đạo đó, nghe không? Các triết gia quan niệm để định tính cho đấng sáng tạo của họ là không vững vàng. Tức là ngoại đạo thì cho là có đấng sáng tạo, nghe không? Thì tại sao, này Mahamati, cái thường hằng bất tư nghì này tự nó không phù hợp với ý tưởng về một nguyên nhân, thì làm sao mà điều này lại tỏ ra là vững vàng được? Lại nữa, này Mahamati, điều gì được tuyên bố là thường hằng bất khả tư nghì mà phù hợp với cái ý niệm về một nguyên nhân? Nguyên nhân tức là nó vốn là thường hằng đó, không? Tức là một nguyên nhân trong chính nó thì nó có thể là thường hằng, không? Nhưng vì cái ý niệm về một đấng sáng tạo thì lại được căn cứ vào một cái nguyên nhân xa hơn, tức là có nguyên nhân khác. Nên nó không thể là thường, không? Tức là không thể là thường hằng bất tư nghì. Ý là rõ ràng như vậy. Rồi đại huệ, đệ nhất nghĩa thường bất tư nghì của ta, đệ nhất nghĩa nhân tướng thành, lìa tánh phi tánh, được tự giác tướng. Được tự giác tướng tức là tướng tự giác đó. Nên có tướng. Đệ nhất nghĩa trí nhân, không? Nên có nhân. Quý vị đọc cho kỹ, không? Vì được gọi là tự giác tướng, tức là cái tướng tự giác, nên có tướng. Rồi đệ nhất nghĩa trí nhân, nên có nhân, không?
vì lìa tánh phi tánh, ví như thí như vô tác hư không, niết bàn diệt tận nên thường. Vô tác hư không, niết bàn diệt tận, tức là ba thứ vô vi đó. Như thế đại huệ chẳng đồng với lượng thường bất tư nghị của ngoại đạo. Như thế đại huệ thường bất tư nghị này chư Như Lai tự giác thánh trí nhận được. Như thế nên thường bất tư nghị tự giác thánh trí nhận được nên phải tu học. Tức là Phật dạy là cái thường bất tư nghị của đệ nhất nghĩa này á là nên tu học, thấy không? Còn cái thường bất tư nghị của ngoại đạo nói đó là không đúng. Thì ở đây là chỉ rõ cái thường bất tư nghị của đệ nhất nghĩa là không đồng với ngoại đạo, bởi vì nó là nhân tướng nơi đệ nhất nghĩa mà thành. Tức là cái tướng nhân của nó là nhân nơi đệ nhất nghĩa mà thành, cho nên nó là chân thật. Còn ở kia là chân cái tác giả. Nó lìa, ở đây gọi là nó lìa tánh và phi tánh. Lìa tánh và phi tánh tức là nó lìa cả có và không. Tánh là có và phi tánh là không. Lìa cả có và không, hai bên đối đãi. Rồi gọi là được tướng tự giác. Được tướng tự giác tức là có thể tự giác, tự chứng biết được. Thấy không? Cái thường này là có thể tự giác, tự chứng biết được, chứ không phải là chỉ là gọi là lý luận suông, vọng tưởng suông. Nên có tướng. Nên có tướng là sao? Tức là có thể có cái thể tướng để mà chứng biết được, chứ không phải là hư vọng rỗng suông. Cho nên là nên có tướng là vậy đó, chứ không phải nói là nó có tướng. Nhớ không? Cho nên học kinh là phải hiểu nghĩa là như vậy đó, đừng có chấp nghe nói là có tướng này nó cũng có tướng nữa. Mà đây nói nên có tướng tức là nó có cái thể tướng mình có thể chứng biết được, chứ không phải là nó là nói rỗng nhưng mà đảo. Rồi đệ nhất nghĩa trí nhân, nên có nhân là sao? Tức là nó là cái nhân của trí đệ nhất nghĩa, thấy không? Cho nên nó có thể thành tựu được cái quả chân thật. Nhân trí đệ nhất nghĩa mà, cho nên nó có thể thành tựu được cái quả chân thật. Thì nó là cái nhân chân thật, thấy không? Rồi nó lìa tánh phi tánh, có và không đối đãi, cho nên nó không thuộc về tạo tác sanh diệt. Thì vậy mới đúng là nghĩa thường, thấy không? Cho nên nó gọi là đây gọi là đồng với ba thứ vô vi, gọi là hư không, niết bàn, diệt tận, thấy không? Thì như vậy tức là nó sao? Nó vượt ngoài hí luận phân biệt, nó không có nằm ở trong hí luận phân biệt. Do đó mà nó không có đồng với cái chỗ gọi là luận thường bất tư nghị của ngoại đạo, thấy không? Luận thường của ngoại đạo là nó thuộc về cái nhân tạo tác sanh diệt, cho nên nó gọi là có tác giả. Cho nên Phật kết lại là thường bất tư nghị này nó là thuộc Như Lai tự giác thánh trí nhận được, tức là nó là cái chỗ mà thánh trí tự chứng của Như Lai, cho nên nó không thuộc ở trong ngôn ngữ luận bàn hay là ở trong cái thức tình suy nghĩ phân biệt, cho nên nó không nằm ở trong sanh diệt. Do đó mà Bồ Tát cần phải nên tu học, Phật khuyên Bồ Tát nên tu học là vậy đó. Nói rõ hơn tức đây là cái chân lý tự chứng, nó lìa tất cả những cái hí luận phân biệt. Rồi lại nữa, đại huệ thường bất tư nghị của ngoại đạo là vô thường tánh, vì dị tướng nhân. Tức là nó có cái nhân dị tướng, tức là nhân khác, cái nhân tướng khác. Chẳng phải sức tự tác nhân tướng nên thường. Lại nữa, đại huệ thường bất tư nghị của các ngoại đạo đối sở tác tánh phi tánh vô thường thấy rồi suy nghĩ chấp là thường. Đó, cái chỗ đó, suy nghĩ chấp là thường chứ không phải nó thật. Thì ở đây tức là Phật chỉ
Phật lại chỉ ra thêm cái thường của ngoại đạo là nó thuộc về cái tánh vô thường, nói thường nhưng mà thuộc về tánh vô thường, do suy nghĩ mà chấp chứ không phải thật. Bởi vậy mà tuy họ nói là thường nhưng mà nó cũng vốn thuộc về cái tánh vô thường, bởi vì nó thuộc về gọi là cái gì, thuộc về cái nhân nơi cái tướng khác mà thành, cho nên đây gọi là dị tướng nhân, nhân nơi tướng khác mà thành. Nhân tướng khác mà thành tức là sao? Tức là nó nhân có tác giả tạo tác, nhân có tác giả thì làm sao mà có cái tánh thường được. Đã tác giả tức là tạo tác rồi, mà tạo tác thì vô thường giao thương được. Cho nên nói chẳng phải là cái sức nhân tự, tức là cái sức nhân tướng tự tác nên thường, mà nó có cái nhân tướng khác. Nghĩa là nó không phải cái năng lực tự nó thành, mà nó phải nhờ cái khác để thành, cái khác tức là tác giả, cho nên nó thể thường được. Nó chỉ là suy nghĩ mà chấp thôi, nhớ kỹ. Bởi vậy mà gọi là họ đối với cái chỗ tánh phi tánh vô thường được làm ra đó, rồi thấy rồi, thấy đó rồi, rồi họ mới suy nghĩ mà chấp là thường. Đó, suy nghĩ chấp là thường đó. Vậy thì cái thường này đó là cũng do suy nghĩ mà thành, cho nên nó cũng thuộc cái trong tạo tác. Phải hiểu cho kỹ. Thì ngài Hàm Thị ngài gọi là bởi vì ngoại đạo á, thì họ thấy tất cả việc làm ra thuộc về hai tướng có không vô thường rồi, thì họ mới liền ở nơi đây mới tạo ra cái cảnh giới bất tư nghị mà suy nghĩ chắc là thường. Thì đây là cái nhân của vọng tưởng chứ chẳng phải là cái nhân chân thật, cho nên rồi tuy nó thường mà không thật có cái tánh thường. Rồi đại huệ, ta cũng dùng nhân duyên như thế, việc làm ra tánh phi tánh vô thường, thấy rồi tự giác cảnh giới thánh, nói kia thường không nhân. Đây Đức Phật mới bảo là ngài cũng thấy được những cái việc làm ra là có không vô thường đó rồi, nhưng mà ở trong cảnh giới của thánh trí tự giác á, thì ngài nói rõ cái chỗ họ chấp đó, cái chỗ mà họ chấp là thường đó là không có nhân. Tức là chứng minh cho họ thấy là cái thường đó là do họ vọng chấp thôi chứ không có thật. Thì theo bản của Suzuki là lại nữa, này Mahamati, nếu các triết gia chứng tỏ cái thường hằng của cái thường hằng bất khả tư nghị của họ khác biệt với sở, với sự trở thành, và do đó chứng tỏ cái vô thường của các sự vật được tạo ra, này Mahamati, nếu thế thì cũng bằng cách lập luận như vậy, ta có thể chứng tỏ rằng cái thường hằng của các triết gia chẳng có lý do gì để nêu ra như thế, vì các sự vật được tạo ra là phi thường hằng do ở sự trở thành của chúng. Các sự vật mà được tạo ra thì nó là thuộc về tạo tác là vô thường rồi, do đó mà suy nghĩ chắc là thường. Đó là cái sai lầm. Rồi đại huệ, nếu các ngoại đạo nhân tướng thành thường bất tư nghị, nhân tự tướng là tánh phi tánh đồng với sự tỏ, thường bất tư nghị này chỉ là ngôn thuyết vọng tưởng, các bọn ngoại đạo có lỗi như thế vì cớ sao? Vì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng đồng với sinh thọ, tự nhân tướng chẳng có Phật. Tức là sao? Tức là chỉ có trên ngôn ngữ thôi, cho nên gọi là chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng, chỉ có trên ngôn thuyết thôi chứ không có thật tánh. Nói rõ hơn là chỉ có trên là nói thôi. Rõ vậy. Tức là có các ngoại đạo họ riêng lập ra cái nhân tướng thường bất tư nghị, nhưng mà sự thật á, thì cái nhân tự tướng của họ
không thành được, thấy không? Mà chỉ giống như là sao, giống như sừng thỏ vậy thôi, nó không gọi là không có thật thể có thể được. Nói thì hay đó mà không có chỉ biết tưởng à, à, cho nên cái lỗi của họ là chỉ có trên ngôn thuyết vọng tưởng mà không có phần thật chứng. À, à, lý luận thì hay nhưng mà nó không có chứng được, tôi không chứng được, à, cho nên là chỉ có trên ngôn thuyết. À, thành ra gọi là người đời hay mắc kẹt chỗ này đó, nghe lý luận hay thì thích à. À, nhưng mà sự thật là không có chứng được, không có tu được. À, thì đoạn này có thể mình hiểu rộng ra như sao, là giả như lại có một vài ngoại đạo cho là riêng có tác giả làm nhân tướng mà thành lập cái thường bất tư nghị, thì cái nhân tướng này chẳng phải là tánh tự tướng, nó đồng với sừng thỏ thôi. Thường bất tư nghị như đây thì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng mà xét rõ thì không có thật nghĩa, vậy thì đâu có hay mà thành lập được, không? Đây chính là cái lỗi nặng của hàng ngoại đạo. À, họ sẽ vi phạm lỗi này nhân vì họ chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng đồng với sừng thỏ mà không có phần nhân tướng tự chứng. À, chỉ có trên nói nặng thôi mà không có tự chứng. À, rồi đại huệ, thường bất tư nghị của ta vì nhân tự giác được tướng, lìa tánh sở tác và phi tánh, à, nên thường chẳng phải ngoại đạo tánh phi tánh vô thường suy nghĩ chấp là thường. Đại huệ, nếu ngoại đạo tánh phi tánh vô thường mà suy nghĩ chấp là thường, họ không biết được tướng thường bất tư nghị tự nhân. Họ cùng cảnh giới tự giác tánh trí cách xa nhau, không nên nói. Đây là Phật chỉ rõ là cái thường bất tư nghị của Như Lai á, là nhân nơi tướng tự giác mà được. À, tức là lấy cái tánh trí tự giác làm nhân. Nó lìa tánh phi tánh được làm ra bên ngoài. Tức là nó lìa cái tướng tạo tác ở bên ngoài, à, tức là nó không phải là lấy cái việc được làm ra bên ngoài bởi hai tướng có và không vô thường rồi suy nghĩ chấp làm nhân của thường như ngoại đạo, không? À, nếu mà họ suy nghĩ theo đó mà chấp là thường á, thì họ không biết được cái gọi là cái tướng tự nhân, gọi là cái tướng tự nhân mà của thường bất tư nghị. Tướng tự nhân tức là không biết được cái nhân ở trong chính nó, không? Mà thành ra có cái nhân ở bên ngoài, tức là tác giả. À, như vậy thì họ cách xa với cảnh giới của thánh trí tự giác, à, là không có chỗ chân thật tự chứng. À, thì vậy là, à, để cho mình hiểu rõ là cái chỗ thường của thiền của Như Lai đó là khác ngoại đạo. Như vậy. Thì theo bản của Suzuki là, à, hơn nữa này Mahamati, cái thường bất tư nghị của ta là, của ta tức là chỉ cho Phật nói đó, thấy không? Cái thường bất tư nghị của ta là thực sự thường hằng, vì nó tìm thấy nguyên nhân của nó ở trong trạng thái cao vời của sự tự chứng, thấy không? Cái chỗ tự giác tự chứng, vì nó chẳng dính dáng gì với người sáng tạo, thấy không? Với hữu và phi hữu, tức là có và không. À, tính thường hằng của nó không phải do từ cách lập luận dựa vào ý niệm bên ngoài về hữu và phi hữu, à, của thường hằng và phi thường hằng, thấy không? Này giống như ngoại đạo, thấy không? Nếu cái thường hằng bất khả tư nghị là thường hằng xét về mặt phi hữu và về mặt thường hằng của ngoại vật, thì chúng ta có thể nói về loại thường hằng bất khả tư nghị này rằng các triết gia không biết gì về cái đặc tính tự sinh. Vì họ ở bên ngoài cái trạng thái tự chứng mà thánh trí đạt được, thấy không? Cho nên này Mahamati,
thuyết giảng của họ là không đúng. Tức là ngoài cái chỗ gọi là thánh trí tự giác chứng được mà suy luận mà nói vậy thôi, nói mà không có tự chứng. Rồi lại nữa, đại huệ, các thanh văn sợ sanh tử, vọng tưởng khổ mà cầu niết bàn, chẳng biết tất cả tánh sai biệt, sanh tử niết bàn, vọng tưởng phi tánh. Về sau, cảnh giới các căn thôi dứt, khởi tưởng niết bàn, chẳng phải nơi tự giác thánh trí thú, tàn tức chuyển. Thế nên phàm ngu, nói có ba thừa, nói tâm lượng thú hướng không thật có. Thế nên đại huệ kia chẳng biết quá khứ vị lai hiện tại đều là cảnh giới tự tâm hiện của chư Như Lai, chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện, vòng sanh tử thường xoay. Đây là biện rõ về gọi là thanh văn này. Văn gọi là võ vọng cầu chân đó, tức là ở trước á là ngoại đạo chấp cái sanh nhân của vô thường lấy làm cái nhân vô thường, thì Phật chỉ rõ ra là để mà không có lầm với cái thường bất tư nghị của Đệ Nhất Nghĩa. Ở đây á thì hàng thanh văn chấp cái quả diệt của vô thường lấy làm cái quả của thường, thì cũng thuộc về cái thấy gọi là ngoài tâm có pháp, tức là có niết bàn khác với sanh tử, không? Cho nên bỏ sanh tử để cầu niết bàn, rồi chứng niết bàn, cho nên sao? Cho nên đây gọi là họ sợ cái khổ vì vọng tưởng sanh tử mà cầu cái vui niết bàn, không? Vậy thì tức là có lấy có bỏ, không? Họ cũng chẳng biết cái vọng tưởng về tất cả tánh sai biệt của sanh tử và niết bàn là phi tánh, tức là lẽ thật á là sanh tử và niết bàn vốn là không tánh, cho nên là sanh tử niết bàn không có hai tánh sai biệt, mà họ lại thấy thành ra có hai, tức là niết bàn và sanh tử vốn không thật có tánh sai biệt mà chấp thành có sai biệt, không? Cho nên về sau thì họ thấy gọi là cảnh giới các căn thôi dứt, thấy cảnh giới các căn thôi dứt thì chẳng thọ thân sao, tức là không còn cái thân hậu hữu đó, không còn thọ thân sao nữa, bèn khởi tưởng niết bàn. Như vậy tức là có cái niết bàn để mình hướng đến, không? Bỏ cái này rồi chứng cái kia, thì đó không phải là cái chỗ chứng đến của tự giác thánh trí mà do tàn thức chuyển, mà đó là cái gọi là niết bàn ở ngoài tâm. Bởi vậy mà nhân đó Phật mới phương tiện mà nói có tam thừa, nói cái chỗ hướng đến của tâm lượng là vô sở hữu, tức là không có gì, không? Tức là nói đến niết bàn của tiểu thừa, rồi theo đó mà họ lại thấy có sai biệt, tức là Phật phương tiện nói, rồi họ chấp vào cái chỗ phương tiện của Phật đó, thành ra gọi là thấy giống như là có cái pháp để mà chứng, gọi là ngoài tâm mà thấy có pháp, không? Như vậy thì tức là họ không thấu rõ được cảnh giới tự tâm hiện, không? Rồi lại chấp có cái pháp ngoài tâm, rồi thành ra có lấy có bỏ, cho nên vẫn thường ở trong sanh tử, tức là tuy qua được cái phần độ sanh tử mà vẫn còn biến dịch tử, thì đó là Phật chỉ rõ biện rõ ra cái chỗ của hàng thanh văn đó, tức là hàng thanh văn mà gọi là thấy có niết bàn đó, không? Thì cái đoạn này có thể hiểu rộng như sau là lại nữa đại huệ, những hàng thanh văn sợ cái khổ của vọng tưởng sanh tử
mà cầu cái vui Niết Bàn. Họ chẳng biết sanh tử Niết Bàn thật không có sai biệt, mà thấy thành ra có sai biệt, thì đó đều là điên đảo vọng tưởng, chứ chẳng phải là thật có tánh. Họ nhận cho là căn trần thôi dứt về vị lai, không còn có thọ thân sao, chính là Niết Bàn. Tức là bỏ thân này rồi không còn thọ thân sao nữa, là Niết Bàn. Thật thì cái việc của họ nói đó chẳng phải là chỗ đến của tự giác thánh trí, do chuyển cái sanh diệt ở trong tàng thức làm cứu cánh Niết Bàn. Cái chỗ mà của tự giác thánh trí này là ở trong chuyển cái sanh diệt ở trong tàng thức làm cứu cánh Niết Bàn, chứ không phải là ngoài có cái Niết Bàn ngoài đêm chứng. Nhân đây vì phàm phu ngu si nói có pháp tam thừa, nói có Niết Bàn tiểu thừa là chỗ không có gì của tâm lượng hướng đến. Nhân đây đại huệ, họ chẳng biết diệu cảnh Niết Bàn ở trong tự tâm hiện của ba đời chư Phật, mà chấp lấy cảnh giới ngoài tâm để đến nỗi thường ở trong sanh tử luân hồi chẳng dứt. Thì đó là biện biệt cái Niết Bàn của Thanh Văn, nó cũng thuộc về cái pháp ngoài tâm mà có, cho nên chưa phải là cái nghĩa rốt ráo chân thật. Rồi lại nữa đại huệ, tất cả pháp chẳng sanh là quá khứ vị lai hiện tại chư Phật nói ra. Chỗ này là chỗ mà nó cũng ý nghĩa nó sâu xa tới vậy, bây giờ phải nghe cho kỹ không? Là tất cả pháp chẳng sanh, nhớ không, tất cả pháp chẳng sanh là quá khứ vị lai hiện tại chư Phật nói ra, tức là ba đời chư Phật nói ra. Vì cớ sao? Vì tự tâm hiện tánh phi tánh, lìa hữu phi hữu mà sanh. Đại huệ, tất cả tánh chẳng sanh, tất cả pháp như sình thỏ ngựa vân vân, vì phàm phu ngu si chẳng giác tự tánh vọng tưởng nên vọng tưởng. Đại huệ, tất cả pháp chẳng sanh, cảnh giới tự giác thánh trí thú, tất cả tánh tự tánh tướng chẳng sanh, chẳng phải hai cảnh, tức là hai cảnh giới vọng tưởng của ngu phu kia, tự tánh thân tài dựng lập thú tự tánh tướng. Đại huệ, tàn thức tướng năng nhiếp sợ nhiếp chuyển, ngu phu rơi vào hai kiến chấp sanh trụ diệt, hy vọng tất cả tánh sanh hữu và phi hữu vọng tưởng sanh, chẳng phải thánh hiền. Đại huệ, đối với kia nên phải tu học. Đây là cái chỗ nó hơi khó hiểu, mà nó là danh từ, nó lại chuyên môn, mà rồi nó lại cô động nữa, không? Mình đọc không hiểu gì hết. Phải không? Đó. Tức là danh từ nó cô động quá. Thì đây thứ nhất là tất cả pháp chẳng sanh, đó là ba đời chư Phật nói ra. Thì chỗ này đúng là theo cái nhìn thông thường của mình là thấy là khó hiểu. Mình là, thường thường mình nói là pháp là có sanh có diệt. Mà đây nó là tất cả pháp chẳng sanh, mà đó là ba đời chư Phật nói ra thì sao? Thì đây tức là gọi đây gọi là chân lý của muôn đời đó. Nhưng mà tại sao nó chẳng sanh? Là cái đó là chỗ mình phải thấy đó. Bởi vì tất cả đều là từ tự tâm hiện. Hiểu rõ được cái nghĩa tự tâm hiện đó thì mới thấu được tất cả pháp chẳng sanh. Còn mình thấy các pháp có sanh diệt là bởi vì thấy ngoài tâm mà có pháp. Phải không? Thấy ngoài tâm có pháp cho nên mà thấy cái này có sanh, cái nhà có sanh nè. Phải không? Rồi cái bàn có sanh nè. Tức là có sanh có diệt. Tức là ngoài tâm mà có pháp. Còn thấy rõ đều là tự tâm hiện thì sao? Điều tự tâm hiện tức là nó không có cái tánh sanh, nó sanh không có tánh sanh. Tức là tuy hiện sanh, hiện thấy có sanh đó, nhưng mà chẳng phải là thật có cái tánh sanh. Rồi tuy hiện thấy có diệt đó, nhưng mà cũng chẳng phải là thật có cái tánh diệt. Như vậy thì nó lìa cả cái tánh có và tánh không. Cho nên chính ngay cái sanh đó là chẳng sanh.
chứ không phải là hoại cái pháp mà nói là chẳng sanh, thấy không? Hay là lìa cái pháp đó nói chẳng sanh, à, cho nên chính ngài sanh đó mà thấy chẳng sanh, không? À, không phải là lìa sanh mà nói chẳng sanh, không có rơi vào trong cái có và không, thấy không? À, thì đó mới là nghĩa chân thật, thấy không? Bây giờ mà ở đây gọi là tất cả pháp như là sừng thỏ ngựa, như sừng thỏ ngựa tức là nó không có cái tánh có không, thấy không? Mà phàm phu á, ngu si ở trong đó để khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng thì đó là sao? Đó là vọng tưởng thôi chứ không phải là thật có cái tánh để mà phân biệt. Tức là nó không thật có cái tánh sanh mà khởi vọng tưởng sanh, thì cái đó là do vọng tưởng thôi chứ không phải thật có cái tánh sanh. Cho nên được ngay đó là vô sanh, cho nên tất cả pháp chẳng sanh là như vậy. Cho nên ngay đang ngộ thì liền ngộ vô sanh. À. Rồi câu là chẳng giác tự tánh vọng tưởng nên vọng tưởng, nghe không? Là sao? Chẳng giác tự tánh vọng tưởng nên vọng tưởng. Nguyên văn chữ Hán là chẳng thật vọng tưởng tự tánh vọng tưởng cốt, chẳng thật vọng tưởng tự tánh vọng tưởng cố, à, tức là sao? À, tức là phàm phu ngu si á, theo những cái vọng tưởng hư ngụy chẳng thật, không? Gọi là chẳng thật vọng tưởng tự tánh mà là vọng tưởng, không? À, theo những cái vọng tưởng hư ngụy chẳng thật mà khởi vọng tưởng, không? À, thì theo bản của Suzuki chỗ này gọi là những người ngu và kẻ sơ trí mù quáng theo sự hư ngụy và những tưởng tượng sai lầm của họ mà phân biệt các sự vật tại nơi chúng không có mặt. Phân biệt các sự vật mà tại nơi chúng không có mặt. Cho nên người vọng tưởng thôi. Bởi vậy mà cho nên đây gọi là tất cả pháp chẳng sanh là cảnh giới của tự giác thánh trí tự chứng. Nó chẳng sanh là ở ngay trong cái tự tánh chính nó mà chẳng sanh, ha? Cho nên gọi là tướng tất cả tánh tự tánh chẳng sanh, ha? Chứ không phải là nó thuộc với cảnh giới vọng tưởng phân biệt có không của hàng phàm phu kia mà gọi là chẳng sanh, ha? Đó tức là hàng phàm phu kia gọi là hai cảnh giới vọng tưởng. Hai cảnh giới vọng tưởng đó là vọng tưởng mà thấy phân biệt đối đãi đó, có không hai bên, nha. Rồi cái câu gọi là tự tánh thân tài dựng lập thú là tự tánh tướng, nha. Đúng là đọc rồi mình nghe như thằng chú bảo đọc, phải không? Không hiểu vậy. Bởi vì cái gọi là cái kiểu dịch này gọi là kiểu dịch theo cổ, cho nên là dùng từ nó cô đọng quá, nha. Cho nên cái bản này gọi là cái bản dịch là cổ theo cổ nè. Thì cái chỗ này tức là tự tánh thân tài dựng lập thú tự tánh tướng á, tức là căn thân khí giới do tự tánh hiện khởi rồi dựng lập nên cái tướng tự tánh là có sanh để mà nói, ý là như vậy đó, nghĩa là ngay cái căn thân khí giới, tức là thân về thế giới ngoài của mình đó, do cái tự tánh hiện khởi rồi dựng lập nên cái tướng tự tánh có sanh để mà nói vậy thôi, nhưng mà đâu có biết rằng đây là tàng thức tự thể nó chuyển biến thành có cái tướng năng sở vậy thôi. Cho nên đây gọi là tàng thức tướng năng nhiếp sở nhiếp chuyển, đó, tức là cái tàng thức tự thể, tức là từ nơi tự thể tàng thức đó rồi nó chuyển biến thành ra có tướng gọi là năng nhiếp sở nhiếp, không? Năng nhiếp sở nhiếp tức là hai cái thứ gọi là kiến phần và tướng phần sai biệt đó, không? Rồi theo đó mà hàng gọi là ngu phu
thấy không? Mới rơi vào hai cái chấp có không, thành ra nó xa rời cái thánh trí. Đó, ý là như vậy đó, thấy không? Cho nên đây gọi là tàn thức tướng năng nhiếp và nhiếp chuyển, ngu vô rơi vào hai kiến chấp sanh trụ diệt, rồi hy vọng tất cả tánh sanh, rồi hữu và phi hữu vọng tưởng sanh, thì chẳng phải là thánh hiền. Thì chỗ này theo bản của Suzuki á, là tự tính và đặc tướng của thân thể, tài sản, nhà cửa, nghe không? Ở đây gọi là tự tánh thân tài dựng lập đó, thú đó, nghe không? Thì trong bản này là tự tánh và đặc tướng của thân thể, tài sản và nhà cửa sẽ phát sinh khi thức A lại gia bị kẻ ngu nghĩ là năng nhiếp và sợ nhiếp, nghe không? Và rồi họ bị rơi vào cái kiến giải dị biên về sự hiện hữu, không? Trong đó họ nhận ra sự sanh trụ biến mất của hiện hữu, mà chủ trương cái niệm rằng mọi sự vật được sinh ra và chịu sự phân biệt là hữu và phi hữu, không? Đó là chỗ gọi là chỗ lầm của ngoại đạo, tức là họ mê cái chỗ tàng thức chuyển mà nhận là có tánh ở bên ngoài, không? Giống là ngoài tâm mà có pháp, do đó mà thấy có thấy không đều thành vọng tưởng, cách xa với thánh trí. Tóm tắt ý nghĩa là như vậy. Thì cái chỗ này ngài Hàm Thị gọi là theo tàn thức trôi lăn thì có không ở trong mộng rõ ràng hiện khởi. Theo cái chỗ mà gọi là tàn thức trôi lăn thì có không, cái có cái không ở trong mộng đó rõ ràng hiện khởi là đủ hết, không? Mà đủ hết là sao? Đủ hết ở trong mộng, tức là trong mộng thì thấy có gì có hết, không? Còn đạt cảnh giới thánh trí thì năng sở ở trong gương ngay đó liền không. Đạt được cái thánh trí, không? Thì cái năng cái sở ở trong gương đó ngay đó liền không. Năng sở mà năng sở ở trong gương thì không thật, không? Tức là không có thể có tánh, thì ngay đó thấy không thôi, chứ không phải cần phải dẹp nó mới thành không. Cởi bỏ cái chúng mê á, ở nơi tự giác, rồi hội muôn pháp về nơi một tâm, gom hết về nơi một tâm, cho nên hay lìa được tự tánh lông rùa, rồi dứt cái sanh nhân của sự thọ. Cái tự tánh mà tự tánh trong rùa là cái sanh nhân, cái sanh nhân của sừng thỏ. Thì có chỗ nào có gì đâu để mà chấp. Đây là cái chỗ phàm thánh phân chia do giác và mê mà thành quả sanh nghiệp. Nó khác nhau ở chỗ giác và mê. Mê thì ngoài tâm mà thấy có pháp, cho nên thấy thành ra thật có thật không. Còn ngộ trở lại thì vốn là từ tự tâm hiện, thì không riêng ở ngoài mà có, thì ngay đó là vượt qua có không đó. Cho nên ở đây là Phật hiển bày cái nhân thường bất tư nghị chân thật của đệ nhất nghĩa đó, là thuộc về cảnh giới của tự giác thánh trí tự chứng, chứ nó không đồng với cái cảnh giới sanh diệt thuộc vọng tưởng của hàng ngũ phu, tức là do suy nghĩ mà chấp trước, chứ nó không có thật nghĩa. Suy nghĩ mà chắc thôi, chứ không có thật nghĩa. Cho nên quý vị thấy nha. Bởi vậy mà mình gặp được Phật Pháp nha, chỉ bài cho những cái lẽ thật này đó, thì mình mới thấy là đúng là cái duyên lành hy hữu, mới biện rõ được cái chân cái giả, rồi tu hành mới đạt được rốt ráo được. Chứ không mà theo kiểu này thôi là tu hoài không biết đâu đó. Tức là trong cái hư vọng mà tu hoài sao mà đến được. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy được rồi, để mà cố gắng mà tiến tu cho nó được viên mãn. Thôi thì bữa nay học tới đây.
chúng ai